Hey, hello anh em thì uh, hôm nay uh, chuẩn bị uh, lên một combo này cho một anh khách ở ngoài hà nội đó thì uh, anh là anh thích Miyuki và hiện tại là anh đang uh, sử dụng uh, một bộ bẫy bắn bu lông của Miyuki rồi nhưng mà hôm nay anh muốn setup thêm một bộ combo đó uh, thêm một cây bu lông uh, hàng khủng nè bu lông này thì mã của nó đó là Miyuki 2767 bảy 22 đó <laughs> Đó, thì hôm nay mình sẽ đắp cho anh một bộ combo này. Đó, một pin 5A. Đó, kèm qua đây thì uh, thêm một uh, bộ combo đó là 2997 thì gồm sẽ một khoang, một vít, một sạc, hai pin, đó, tay cầm vali đầy đủ. Đó, mọi người. Thì uh, bộ combo này hiện tại mình giá mình đang bán đó là hơn 7 triệu nha mọi người. Sẽ nói sẽ gồm có một uh, hai pin, hai sạc à, hai pin hai máy một sạc của túi sách và thang máy um, 2767 này hiện tại mình đang bán đó là 3 triệu 9 nha mọi người 3 triệu 9 pin thì mình đang bán đó là 1 triệu 250 đó. những anh em nào mà quan tâm tới sản phẩm của Miyuki thì anh em có thể liên hệ với mình mình còn uh, rất là nhiều sản phẩm của Miyuki ví dụ như là máy uh, bắn đinh nè mình cũng có máy bắn đinh đây sẵn tiện lấy ra trong xem cho mọi người xem luôn À, tất cả đều mã mỹ nha mọi người một đèn đều mã mỹ nhé đó rồi thì uh, những anh em nào quan tâm tới sản phẩm của Miyuki thì anh em liên hệ mình qua số điện thoại 0703 hoặc là số Zalo 0343 256 Rồi em Tú xin chào tất cả mọi người nhé.